cắn thời cư. Buồn bã. Cô đi nói cô kêu không biết cái gì cha nghe không? Rồi, để thằng đất cái này. Đúng không? Cái này, cái này, cái gì hết quay. To thôi, ai lấy con nhỏ? Lỡ người. Qua đây nhưng mà không có một cả đó. Mất cả tục cả mệt chứ. Đâu mất được. Tôi biết. Là mất kìa, mất tao xích đất rồi. Hắn lăn, nó đi gãy đi không mềm. Hàng kéo được tự nhiên hắn. Để đéo chạy lên này, đủ đéo mày thường xuống không? Mẹ, mày bán đốc đèo vô cổ. Khay lên trên kia là phải có ai? Ai đi khay đâu? Chó mẹ mang về mẹ mực món. Đạp cái gì đạp? Đạp nước đi nhé. Hấp luôn mà. Hấp à? Thì lấy đi cái túi giá con này. Cái giá đó sống. Bỏ đi cát á, không ăn đâu. Cái giá này. Tẩy như thế cơ. Được rồi, túi giá con này. Cái giá đó sống. Bỏ đi cát á, không ăn đâu. Bỏ ngứa kìa. Bỏ ngứa. Thế ăn người cũng ưa, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, nằm đây. Rồi, từ cô thì bỏ mà. Ai đem đi? Kéo một cái đó, chú ạ. Rồi, đi ra ngoài đấy. Ra bè đấy. Ra bè đông chú. Thấy nhớ kìa. Ừ. Đạp nhầm với nhớ này.
Nữa. Đẹp sữa. Vâng, đây cháu này. Cháu bán cho một mô đây. Hả? Cháu bán cho chú một mô đây. Mô có chút cửa đấy nhá. Chút cửa vâng. Cửa này là nó lại mừng khẩn cho chú thèm. Chả biết cái gì đây hay. Cái nó ở đây để thích nó mà nó này. Thích nó được rồi. Ô bay ơi, thằng mỏ ra bán cắt như bay. Con à. Tao cắt chân xong tao ra tao đạp thôi chứ còn lên bay mừng răng giật bay chứ. Xưa mình nhã ngon mà. Có túi này chứ ba. Có một túi thôi. Có một túi thôi chị, nó có ít còn cái gì xem nhiều. Chị này sao tao. Ăn nhưng mà vừa chị Hải. Chị. Có biết mà chị Hải đó. Ờ có một cái tầm cô mở dơ đó. Mở khăn ra mà nói. Xài được cái tầm cô dơ tầm nhỏ đó rồi còn. Ờ bị khăn ra trời mà nghe được. Mình và sai đứa mua bỏ vào túi đây. Này tiếp sai con gái. Coi nhóm về đi đâu rồi? Không về hắn đi về hắn này đi đi đó thôi mà. Đi đi ăn đón đấy coi. Có số rồi mày đi. Đây. Đây. Mua vía. Mấy giày đi đâu đấy? Mấy giày đi ăn đi chạy ghê chị Loan. Coi số không về đây. Đây gấp cái. Cái con này là này con này chuyên nghề này mà. Một cái hộp cơm phải lấy cái đó thì quả tí. Con này là này con này chuyên nghề này mà. Cho bỏ ra cái tòi này bỏ dư. Mua một cái hộp cơm. Nó lạnh như chiếc tòi bây giờ. Thế thôi mà để ngoài để tôi bán thôi. Thua nhỉ. Bây giờ đi lên xe. Trắng cho trắng. Trắng cho trắng. Trắng cho trắng. Không cho ra.
cho ra cái này để cho nó bóng nước này này. Đây này. Để cho nó trộn cái gì nhưng mà để đây cho mà đứng dẻ này lại lên, cái dẻ lên nước gì chả nấu là treo hết đi. Nó đừng có nói gì trước, hãy giờ sẽ không ăn để nó hôn tay. Có nước sôi lên ý. Ô chừng nước, chừng nắng rồi chứ bực sôi to lên. Bực lửa lên. Đâu tắt rồi. Bực lửa lên. Nó sôi mới được. Chừng hay là luộc. Cô cứ luộc cho ăn teo đi. Cô cứ luộc cho ăn sôi 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 càng sôi càng teo đi, ăn ra nước đi. Ăn mà được mà cũng tắt đi, chừng nữa nóng thôi. Ngô chừng ngô, cô cứ lùa cho sôi. Ủa rồi, tắt gà đi cô. Chín chưa? Đây là cái xô. Thank you.